afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và ngày hôm nay mình sẽ chơi lại nhân vật bác sĩ với bộ trang phục Once. Rất là buồn bởi vì nhân vật Yesterday, bộ trang phục Yesterday không được quay trở về. Nên là không có Yesterday thì mình có cô tiên nữ này đây. Trời ơi, không còn tương lai đúng không? Thôi, nói chung thì không về thì thôi. Trời ơi, không về năm nay thì năm sau về đúng không? Nên là cũng không có gì phải nuối tiếc cả. Đấy, không sắm được cô này thì mình sắm cô kia. Trời ơi, vô. Thế nói chung là thời gian này thì trời ơi, nói thiệt chứ. Vừa vô nghe tiếng khè là tôi thấy là chuẩn bị gặp Ivy rồi đó. Nên là rồi, mày nhập vô. Rồi, qua đây. Thám tên. Trời ơi. Bạn nào mà bị cái bóng đen này nó tối màn hình ấy thì nhanh trí là chạy vào giữa ván. Đấy, nó nhập vô mình đập thả tim nó liền. Tim này không phải tim tình ái hay là tim tình yêu hay là tim tình trường gì nhá. Tim này là tim ván đó. Tim trong cái sự đau đớn đó. Trời ơi. Và tất nhiên là ca nhân vật này thì mình sẽ không được đảo cam. Và nếu có đảo cam thì đảo nhanh, đảo lẹ, đúng không? Đảo với cái khoảng cách xa hơn 15m thì nói chung 15m trong game này thì không biết bao nhiêu, nhưng mà cứ xa hơn 15m thì mình đảo, mình dòm qua một chút, mình coi nó đang ở đâu. Đấy, đảo nhanh xong đảo lại, đúng không? Hạn chế cộng cái điểm nội tại vô. Banh xác liền. Trời ơi. Ôi trời, trời. Lúc đầu cứ nghĩ là đập cái ván đấy là bị dính 100 là ấm rồi, ai ngờ kinh khủng. Ôi, chị đầy máu rồi. Nhâm. Hạ tim. Ôi ôi. Thiệt chứ bây giờ không cho ca nhìn vô Hunter công nhận là mọi người thấy khó chịu dã man. Mà nhìn vô là chết dở đúng không? Dám đùa. Trời ơi, tụi mới tốn hơn 1000 đi cô mua skin này đó. Nhưng mà quan trọng thì đừng cai, đừng nhìn vô mặt nó là được. Thứ hai nữa là đó, khè. Bắt đầu. Mình chỉ quay cái cam vô đèn đỏ thôi là ok rồi, nhưng mà chết rồi nha. Ngồi chết rồi. Không chống cự được nữa. Úi, không có đập ván được. Chuyển số điểm dũng cảm 1966. Trời ơi, dữ. Rồi cao bồi đã cứu em coi. Mình xóa cao bồi nhé. Mình xóa cao bồi được rồi đó. Cái điều kiện mà mình muốn cai được nhân vật này, đầu tiên là mình sẽ đừng có nhìn vô Hunter. Thứ hai là trong lúc cai có thể là nó sẽ xuất hồn ra và khè cho cái bản mặt của mình. Nên là thật sự cái điều này rất là nguy hiểm ha. Và khi mà mình cai á, mình thấy cái vùng cục đá mình cũng đừng có đi vô. Và nếu mà cục đá nào mà cảm thấy là nó quá phiền cho mình đi sửa máy. Trời ơi, ôm cao bồi kìa, chết tôi rồi. Chết rồi, may quá. Tức ghê. May có lucky guy tới phụ á, không thì tú 51 rồi. Trời ơi. Đi sửa máy dùm. Kinh khủng. Ngốc sao, trận đấu này thắng hay thua tôi cũng sẽ đăng nha. Mình sẽ bóc phốt. Ôi ôi, mình đi sửa máy đi. Đúng không? Mình đi sửa máy đi để cho mỹ nhân đã cứu. Nhìn thấy trần đời ải khổ bi ai quá. Còn có một máy à mọi người ơi. Hôm qua chơi cũng gặp một bạn bích dã nhân thì đã máy không sửa rồi, cứ đi cưỡi heo xung quanh. Cuối cùng cứu thì Tero. Trời. Ôi bạn phá cục này còn cục kia kìa. Ok, đẹp quá. Rồi. Mỹ nhân này là hay á. Nhâm.
Mình đảo cam, mình chỉ cần nhìn đèn đỏ của Hunter để mình biết cái hướng đi của nó thôi. Vậy là đủ rồi. Không cần nhìn thẳng những cái bản mặt của nó đâu. Cái bản mặt của nó ai mà thèm xem, đúng không mọi người? Rồi mọi người xem mặt em là đủ rồi. Nhưng mà bạn mỹ nhân này cover tốt quá à. Xứng đáng có 10 người yêu nha. Ôn lác 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 lác. Hôm nay mình sẽ làm món IV chiên xù. Ôi ôi, ngon quá. Chị đây là... Đó, mọi người thấy top 1 của mình chưa? Trời ơi, đầy máu liền là, ra là nghênh chiến với con đó liền. Chết rồi. Mỹ nhân tới số rồi. Đó. Cái điểm nội tại này mình cần phải nớp nó đi. Ở chỗ có thể là ví dụ mình cai không đảo cam vô IV trong khoảng 20 giây thì nó tự giảm là được ha. Còn đằng này thì mọi người có thể thấy là khi nào mà mình mất cả team ấy thì lúc đấy cái điểm nội tại mới mất. Giờ đi cứu người. Khổ cứu là không được nhìn vô cái bản mặt của nó nữa chứ, vậy nó mới khổ. Trời đất ơi. Ôi trời 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 chị gái ơi. Nha. Ui, kinh khủng. Tha cho em lần này đi chị gái ơi, em lên ghế lần cuối rồi. Úi dồi ôi, tôi khổ ghê luôn ý. Úi, đảo cam ra đằng sau vậy mà dính. Ok, đỡ cho bạn một hit nè. Rồi rồi rồi, ram ram ram. Ok, trời ơi, quá hay. Ôi, chụp cái con IV này vô nồi lẩu dùm. Quá hay, quá hay. Trời ơi. Đấy, công nhận là thắng đường trận, công nhận gáy đã ghê mọi người. Riết là tưởng từ hôm qua không. Mình thắng mình vui mà đúng không? Trời ơi, cảm giác rất là hạnh phúc ấy. Kiểu nhân vật Hunter này ra khó chơi dã man. Vô vô vô. Ô, nó đi luôn rồi kìa. Ô. Trời ơi, đổi sang phấn khích nữa chứ. Liều dã man. Ô sao hai ông kia? Hai ông kia đi hết rồi. Mình cứ nghĩ bạn đổi tele mà không. Đấy, chơi rất là chắc đúng không? Đổi sang phấn khích để tránh cái sọ của mỹ nhân. Ôi ôi. Có một cái điều bạn này hơi sai, đó chính là bạn ấy không có chờ đến khi mà cái xuất cái vong ra để nhập vô mỹ nhân để cam ghế. Nên là cái việc bạn ấy bách về thì có vẻ khá là khó khăn. Đấy. Ôi ôi, vô thôi. Open the gate, nhanh lên nhanh lên. Ôi. Oh. Thôi chết tôi rồi. Kinh khủng. Cái cổng này chưa có mở. Chết rồi. Nhưng mà cái hầm ở bên tường á. Ủa cái đèn nó đằng sau kìa. Oh. Mọi người đảo cam vô cái đèn nó được rồi. Không cần thiết phải đảo thẳng vô cái bản mặt của con nó đâu. Trời ơi, cái mặt nó ai mà thèm dòm đúng không? Mọi người dòm mặt em rồi mọi người. Mặt cái con nó dòm chi đúng không? Nhìn mặt em đôi khi nó ngu ngu khờ khờ thôi, mà đôi khi còn vui vui đúng không? Mặt cái con IV dòm vô hả? Không còn một chút tương lai đúng không? Đâu còn tương lai đâu. Đó, tương lai của IV đen thui những màn hình tui vậy. Nó đen như bộ đồ nó mặc. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá. Em làm thêm trận đấu để mọi người xem. Nhắm 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 nhắm. Gòi gòi trừ dây dưa dễ má ra thì cũng cai đâu đó là được 205 giây. Nói chung là cũng vui rồi. Ôi. Máy khóa mới ghê. Thực ra thì vô game mà nghe tiếng xèo một cái á, khè đó. Ô, Rimwick. Là mọi người biết là nó đang xuất hồn là dấu hiệu của con IV. Đúng không? Hoặc là vô game mà thấy cái tự nhiên địa hình đen thui thù lùi á, là biết là cái con vong nữ rồi. Ôi, tôi chết rồi. Nó đẻ hầu ga 1 kìa. Mất dậy. Ui. Khiếp khủng luôn ý. Rồi. Trời ơi. Mình chủ quan quá. Mình cứ nghĩ là con nó kéo con hầu tới giữa ván. Không dậy là không được. Thả tim. Chết rồi, con hầu đỏ kìa. Dừng tay lại. Trời ơi, muốn đổi hầu đỏ đánh mẹ hả? Thôi chết rồi. Ui dồi ôi, chủ quan quá. Mình cứ nghĩ là nó kéo hầu đến giữa ván nó đập mình. Nhưng mà không, con này nó tỉnh ghê mọi người.
Nó có uống nước tăng lực number one không có tỉnh táo dữ. Hey. Dô thôi, hôm nay là ngày thứ 6 rồi đó. Mọi người có thể thấy là hết tuần rồi đúng không? Đấy. Mọi người bài hát người ta có câu là mỗi ngày xuân sang, mẹ tôi xa tôi một gần đấy. Còn như mọi người là mỗi ngày bình thường sang là ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng một gần. Ôi ôi. Thả tim. Trời ơi, tim này tim cỡ nặng đó. Rồi mỗi đứa một cái nha, không tranh nha. Rồi đi tim coi. Ôi ôi, dám chọc bác sĩ hả? Mà cái con này nó thả chó hồi nãy nó ui giời ơi, mình xóa luôn cái con Zimwix với cả cái Blink đi thật ý. Rồi xong, chị đầy máu. Yeah, giọng cái mặt lên mà coi. Trời ơi thiệt á, đập cái ván xong thì chắc là chị cũng heal xong rồi. Cũng biết đẩy hầu về các thứ đó, nhưng mà rất là tiếc ha, đâu có đủ tài năng để mà đấu với chị đúng không? Trời đất ơi, đầy máu lia lịa luôn đó má. Đấy, mọi người thấy bác sĩ không? Bởi cho nên là tôi thích mua Z từ đây ghê, nhưng mà không ngờ nó không còn là Z từ đây nữa mà nó là ever ever never đây luôn rồi. Trời ơi, đâu còn Blink đâu để bắt chị. 68% của bác sĩ nhai đầu Dreamwick, nó lại đầy máu lại đúng không? Mọi người thấy không? Đẩy hầu sang để bắt mình trên ga đó, nhưng mình trời ơi, người ta hot là nhờ skin Tomie hiểu không? Nhưng mà nói chung thì bạn Dreamwick này hơi vội, với cả là chủ quan về cái việc bắt mình quá. Sao máy Pram rồi, chắc là mình nhảy xuống đi, sợ nó sợ nó lóc cửa. Rồi Pram luôn Pram. Trời ơi, thời đại 4.0 rồi mà sao sống chậm quá vậy? Đấy, cho nên là nếu mà bắt bác sĩ ấy, một là bắt cho chết luôn, còn không thì mọi người thấy là đừng bắt, đúng không? Bắt chi cho mang tức. Trời ơi, đuổi con bác sĩ mà nó cứ hồi máu lên, hồi máu xuống. 10 con chó cũng xong mà dùng được cái Blink thì Blink dơ. Tức ghê, tôi nhìn tôi còn tức á. Nó chưa nói tới là bản thân mình là chơi Dreamwick mà Blink dơ là mình còn tức cỡ nào nữa cơ. Đây, mình nhìn người ta chơi Blink dơ vậy mà mình còn tức hộ là mọi người biết rồi, đúng không mọi người? Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ 3 ở map xưởng vũ khí nha. Trời ơi, skin One đó. Chẳng qua là mình cũng ít khi nào mình mua skin bằng Eco lắm. Ui da, trời ơi. Ồn. Đang lôi cục sạc để mà sạc cái điện thoại. Ngày hôm qua tính stream nhưng mà mưa. Ui, hôm qua mưa đúng mát luôn ý. Một ngày trời nóng, mấy ngày trời nay nóng dã man, tự nhiên chiều tới mưa. Trời ơi, nó đã mọi người. Xong rồi biết sao không? Tự nhiên cái mưa lúc nào cũng kèm với mưa đầu mùa mà sấm chớp đồ, bắt đầu làm cúp điện. Thế là thôi nghỉ luôn. Mà trời ơi, 10 rưỡi đêm mới có. Mà may sao lại em có tự nhiên trong đầu khoảng 5 giờ thấy trời âm u, tự nhiên có linh cảm. Đó, bắt đầu đi sạc dự phòng. Đó. Bắt đầu là sạc thêm cái MacBook vô nữa. Đó, trời ơi mọi người biết sao không? Hai cái nguồn cung cấp điện để sạc iPhone cho em. Ngày xưa em mua cục sạc dự phòng là cũng khoảng hơn 500k. Cái thời mà năm nhất ấy. Cái thời đấy là học là dồn hết một ngày. Có một ngày học từ sáng tới tối, đến 8 giờ tối mới về. Là 6 giờ mở mắt là lên trường, là 8 giờ tối mới về. Là đâu có được về phòng để mà sạc điện thoại đâu. Đấy, cho nên là phải mua cục sạc dự phòng để cắm cả ngày mà dùng. Đấy, mới mua thì cũng sạc được khoảng đâu 4 lần một ngày. Là đây là còn cho tụi nó cắm ké đó. Giờ chắc xài cũng khoảng 3-4 năm rồi, giờ pin chai, dùng cùng lắm được 2 lần thôi, buồn, nói chung buồn. Cục sạc dự phòng còn cũ chứ huống gì người đúng không? Giờ mọi người nhiều khi mọi người comment lên, sau nay nhìn hoan già quá vậy, ôi trời đất ơi. Cục sạc dự phòng tôi nói nó còn hư lên hư xuống chứ huống gì tôi đúng không? Tôi còn hư nữa đó. Trời ơi, tôi không hư về nét nhưng tôi hư về da, về nhan sắc.
về tài năng, về tri thức. À, hôm nọ mình có show cái PowerPoint. Từ từ nha, để cứu nhỏ bé gái. Mới mua skin đúng không? Chắc mới mua skin rồi. Từ từ nha mọi người, để em cứu bé gái kể cho mọi người nghe cái này. Nói chung là cảm ơn bạn kia. Lúc đầu mình hơi bảo thủ, nhưng mà sau khi check lại thì công nhận bạn đúng thật. Rồi. Cái khủng, cái hitbox gì vậy trời? Trời ơi, lóc cái cửa sổ hộ vậy rồi mà sao còn đánh trúng bé gái? Không hiểu luôn. Đấy, mọi người xem đấy, chả hiểu nổi hitbox kiểu gì. Đứng lóc cỡ đó rồi. Máy 72. Từ từ nha. Vô. Ôi. Hai con leo bốn chân mà trời. Riết tưởng xưởng thú y không có má. Chơi loài người toàn nhảy cửa sổ bốn chân. Trời ơi. Oh. Đây lóc cửa luôn nè. Đi, tôi lóc rồi, đi. Ôi trời, hitbox vậy mà hụt. Không hiểu, nói chung là cũng không hiểu ấy, nó thật sự luôn ấy. Nhập vô tôi không? Nhập vô tôi đỡ cho con hit rồi chạy tiếp nè. Nhập vô. Call me baby. Ok. Bạn nhập chỗ nào? Nhập giữa đường, giữa xá, không có một cái ba lét. Trời ơi, xứng đáng report nha. Cố lên, còn một máy một rồi. Rồi ai ăn cái ván ở đây mà sao mà độc ác quá vậy? Ô, em gái mưa tới rồi. Ô, thả tên. Ôi, dám đùa bác sĩ hả? Bé gái nhập vô nữa, combo hủy diệt địa hình luôn á. Tương tác siêu cao. Ủa sao mà nó đát nhanh. Ui ôi, chết tôi rồi. 55. Ui, bling gì mà gớm vậy, máy cuối rồi mà sao bling rồi, lát nữa lấy gì mà đổi. Đâu rồi, lại, tiếp nè. Ui, sao gục xa thế, không đè hiu được rồi. Xa quá. Thôi, chấp nhận. Bye bye nha, chúc bạn ngày mới vui vẻ với gia đình. Ui, xa quá, không tới kịp. Đấy, nói chung là ngày hôm nay rất là vui rồi. Thứ nhất là chơi được 3 trận game đối mặt với 3 vị hunter nữ. Và đặc biệt hơn là cai được cũng có một cái clip gì đó gọi là cai IV đó. Trời ơi, nói chung là cũng rất là hạnh phúc. Nên là nhiều khi gáy hơi nhiều. Coi vui vẻ, relax, entertain, giải trí thôi nha mọi người. Nói chung thì cũng chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Chiều vui vẻ chứ không có mới rồi. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau.